Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống miền biên Canada. Hôm nay Thủy xin cập nhật một vài tin tức về chiến tranh của Nga và Ukraine để gửi đến quý vị. Cuộc chiến tranh vẫn khốc liệt, nhưng Thủy không nói nhiều về cuộc chiến tranh hôm nay mà Thủy xin được nói về một phần trong bài nói chuyện của ông Putin như sau. Nhìn chung có vẻ gần như ở khắp mọi nơi, ở nhiều khu vực trên thế giới, nơi Hoa Kỳ áp dụng luật pháp và trật tự của mình. Điều này đã tạo ra những vết thương đẫm máu không thể chữa lành và lời nguyền của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan quốc tế. Tôi chỉ đề cập đến những ví dụ rõ ràng nhất, nhưng không phải là những ví dụ về việc coi thường luật pháp quốc tế. Phần này bao gồm những lời hứa sẽ không mở rộng NATO về phía đông dù chỉ là một chút xíu. Nhắc lại, họ đã lừa dối chúng ta. Hay nói một cách đơn giản là họ đã chơi xỏ chúng ta. Chắc chắn mọi người thường nghe nói rằng chính trị là một ngành kinh doanh bẩn thỉu. Đúng vậy, nhưng nó không bẩn thỉu như bây giờ, không đến mức như thế này. Loại hành vi lừa đảo này không chỉ trái với nguyên tắc quan hệ quốc tế mà còn trên tất cả các chuẩn mực đạo đức, và đạo đức được mọi người thừa nhận. Công lý và sự thật ở đâu xung quanh chỉ là dối trá và đạo đức giả. Và theo ông Bill Rothschild, là thành viên cao cấp tại Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ và biên tập viên của tạp chí chiến tranh dài hạn của FDD, ông đã nói rằng Putin không điên và cuộc xâm lược Nga của Ukraine không thất bại. Nhà phân tích quân sự Bill Rothschild viết phương Tây ảo tưởng về cuộc chiến này và không hiểu được kẻ thù sẽ ngăn cản nước này cứu Ukraine. Thế giới đã đánh giá thấp Putin trước đây, và những sai lầm đó một phần đã dẫn đến thảm kịch ở Ukraine. Bây giờ chúng ta phải rõ ràng về cuộc chiến đang diễn ra. Mộng tưởng chiếm ưu thế trong cuộc chiến định hình nhận thức của phương Tây về cuộc chiến ở Ukraine. Sự thông cảm dành cho những người bảo vệ Kiev đông hơn và đông hơn đã dẫn đến sự phóng đại về những sự thất bại của Nga, hiểu lầm về chiến lược của Nga và thậm chí là những tuyên bố vô căn cứ từ các nhà phân tâm học nghiệp dư rằng Putin đã mất trí. Một phân tích tỉnh táo hơn cho thấy Nga có thể đã tìm kiếm một đòn đánh bại nhưng luôn có kế hoạch bài bản cho các cuộc tấn công tiếp theo nếu các động thái ban đầu của họ không đủ. Chiến lược của Putin là như sau. Putin tin rằng chính phủ Ukraine sẽ sụp đổ một khi quân đội Nga vượt biên giới và đẩy đến Kiev. Nhưng chiến dịch đã thất bại vì chính phủ Ukraine vẫn tại vị. Putin chắc chắn vào một chiến thắng chống vánh, nhưng rõ ràng ông không dựa vào một cuộc đọ sức mở màn là kế hoạch duy nhất để thành công. Thay vào đó, quân đội Nga đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công Ukraine bằng vũ lực nếu một cuộc tấn công nhanh chóng không xảy ra trong một thời gian ngắn. Kiểu kế hoạch này hẳn quen thuộc với những người Mỹ, những người còn nhớ đến cuộc xâm lược Iraq năm 2003. Kính thưa quý vị, bản tin cập nhật của Thủy hôm nay đến đây xin kết thúc và xin hẹn với quý vị lần sau. Bye bye!